Chào anh em công nghệ, chúng ta lại gặp lại nhau ở Mac Daily đầu tuần ngày hôm nay. Khởi đầu một tuần mới, chúng ta sẽ đến với các thông tin cực kỳ hot xoay quanh ông lớn Apple và Samsung. Cụ thể như thế nào thì chúng ta hãy bước vào nội dung đầu tiên của video này. iPhone 8 loại 1 giá chỉ hơn 2 triệu đồng. Kênh YouTube Everything Apple Pro mới đây đã có trên tay chiếc iPhone 8 đầu tiên được làm nhái từ Trung Quốc. Sản phẩm giả mạo có thiết kế khá chi tiết và chính xác như những thông tin rò rỉ trước đó về smartphone thế hệ kế tiếp theo của Apple. Thậm chí mặt sau của nó cũng tạo hình camera kép đặt dọc, không có nút home vật lý trên màn hình phía trước. Nhưng đây rõ ràng không phải là màn hình cảm ứng với nút home ẩn bên dưới như người dùng kỳ vọng. Tương tự như trường hợp của chiếc Galaxy S8 nhái trước đây, chiếc điện thoại iPhone 8 nhái này có màn hình viền rất dày cùng với các cạnh máy được làm giả vắt cong, nhưng thực chất là để che đi phần màn hình lõm thỏm bên trong. Màu sắc của nó là màu đỏ trắng khá là bắt mắt, dù thực chất chỉ là vỏ nhựa. Sản phẩm có giá $100 này chạy hệ điều hành Android nhưng được thiết kế để có giao diện tương tự như iOS. Tất nhiên là ứng dụng App Store không thể sử dụng, nhiều tính năng khác cũng chỉ là biểu tượng và không thể làm việc. Như đã biết, Samsung vừa công bố kết quả hoạt động kinh doanh quý 2 với các con số khả quan khi lợi nhuận đạt mức kỷ lục 14.000 tỷ won, tức là 12,1 tỷ đô la, tăng 72% so với năm ngoái. Trong khi đó, Apple sẽ có thể chỉ đạt lợi nhuận hoạt động khoảng 10,6 tỷ đô la khi công bố kết quả vào tháng tới, theo ước tính của S&P Global Market Intelligence. Giá chip nhớ tăng cao do nhu cầu mạnh từ máy chủ và thiết bị di động, được cho là đã góp phần đáng kể vào kết quả kinh doanh ấn tượng của Samsung. Theo Morgan Stanley, khoảng 60% lợi nhuận của hãng là từ kinh doanh bán dẫn. Tất nhiên là việc ra mắt Galaxy S8 hồi tháng 3 vừa qua cũng có những đóng góp tích cực. Trong khi đó, Apple vẫn tiếp tục để doanh số bán iPhone sụt giảm. Cần biết rằng chip nhớ đang là mảng kinh doanh chiến lược của Samsung. Dù chỉ chiếm chưa tới 5% lợi nhuận nhưng trong tương lai, đây được xem là một trong các linh kiện thiết yếu của các thiết bị điện tử. Lợi nhuận của Samsung trong quý 3 tới đây hứa hẹn cũng sẽ khả quan khi giá chip nhớ trên thị trường thế giới tiếp tục đang tăng. Theo Elden Lee, thì Samsung có thể sẽ thay thế Intelcom để trở thành nhà sản xuất chip lớn nhất thế giới trong năm nay nếu nó có thể duy trì đà phát triển hiện tại. Do đó thì mặc dù xung đột với Apple, Samsung sẽ tiếp tục gặt hái những lợi ích khi trở thành nhà cung cấp chính đối thủ cạnh tranh vì các thiết bị luôn ngày càng thông minh hơn, luôn được mô tả là các đối thủ cạnh tranh. Nhưng trên thực tế thì có thể nói Samsung và Apple đang gắn bó khá là chặt chẽ với nhau về lợi ích. Vậy nên nhiều khả năng trong tương lai, Samsung và Apple sẽ còn gắn bó với nhau chặt chẽ hơn cả ở thời điểm hiện tại. Với ngày ra mắt iPhone 8 cận kề, cổ phiếu của Táo Quýt đã tăng đều trong vài tháng gần đây. Lấy ví dụ tháng 5 vừa rồi, cổ phiếu Apple đã chạm mức cao nhất trong lịch sử với $156 một cổ phiếu. Trong khi mọi thứ đã phần nào lắng xuống kể từ khi đó, Apple hiện vẫn đang mua bán cổ phiếu với giá ổn định khoảng $145 một cổ phiếu. Một số nhà phân tích nhận định rằng chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi cổ phiếu Apple tăng lên mức cao hơn. Thậm chí một nhà phân tích còn tin rằng Apple rất có thể sẽ trở thành công ty nghìn tỷ đô la chỉ trong vòng 12 tháng. Mặc dù cổ phần của Apple có nhiều khả năng sẽ tăng trong vài tuần và tháng tới, việc chạm được mức trần thị trường nghìn tỷ đô la vẫn là một thách thức lớn cho Apple với chương trình mua lại cổ phiếu đang diễn ra. Tháng 5 vừa rồi, Apple cho thấy ý định tăng giới hạn mua lại cổ phiếu từ 175 tỷ đô la lên 210 tỷ đô la. Tính đến thời điểm hiện tại thì Apple sở hữu xấp xỉ 5,4 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, đồng nghĩa với việc có thể đạt mức 1.000 tỷ đô la một khi giá cổ phiếu trên thị trường đạt mức $185. Tất nhiên là động lực lớn cho bất kỳ sự quan tâm nào người ta dành cho cổ phiếu của Apple chính là chiếc iPhone 8 sắp ra mắt. Nhưng rất nhiều nhà phân tích đã nhấn mạnh iPhone 8 có thể nằm trong số những đời iPhone hoành tráng nhất mà Apple từng phát hành, không chỉ nhờ việc iPhone hiện đang sở hữu một lượng người dùng đông đảo hơn bao giờ hết. iPhone 8 còn được cho là sẽ sở hữu nhiều cải tiến công nghệ vượt bậc trong nhiều năm trở lại đây. Cùng với một màn hình OLED không viền, iPhone 8 được báo cáo là sẽ bao gồm một camera mới, phần cứng mạnh mẽ và thêm RAM, cải thiện thời lượng pin, tính năng sạc không dây cũng như là tăng chuẩn IP chống nước cùng với nhiều công nghệ đột phá khác. Với thông tin Apple có thể trở thành công ty nghìn tỷ đô trong năm này đã khép lại bản tin Daily của chúng ta ngày hôm nay. Mình không biết là anh em nào có sở hữu cổ phiếu của Apple hay không nhỉ? Hãy để lại comment ở bên dưới này để mình cùng bình luận nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin Daily tiếp theo.